Em nghĩ là lần kéo co này em sẽ nhúng Ali Hoàng Dương xuống nước. Oh my god. Mình có cảm giác như là mình sắp sửa được ăn bòn nhúng dần. Tôi chỉ nói với các bạn rằng những ai cùng một màu sẽ cùng một đội. Hay. Vậy là Thùy Anh và Xuân Nghị sẽ cùng một đội, đó là đội màu đen. Ali Hoàng Dương đội màu đỏ. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ đó chính là tìm ra những người đồng đội của mình. Ali ạ. Dạ. Em đang có một lợi thế bởi vì em sẽ tìm được 6 đồng đội đứng cạnh em. Dạ. Trong khi đó Xuân Nghị sẽ chỉ tìm được 5 đồng đội thôi và chắc chắn ít nhất là phải có một người phụ nữ ở đội mình rồi. Dạ. Vì thế mà em thấy chưa? Đôi khi số ít chưa chắc đã là yếu thế đâu. Ali lên đây, Ali đứng lên đầu. Em đứng đầu ạ. Em đứng đầu hả anh? Đúng rồi, mình là đội trưởng cơ mà. Em đứng đầu đi. Em đứng đầu đi. Tiền thưởng thì mình hưởng, nhưng mà cái lúc mà có rủi ro lại đưa cho bạn mình. Anh đến lúc rủi ro này là em đang đứng đầu luôn này. Theo ơi, nó đẹp rồi. Theo ơi, đây là nữ quyền. À. Em đang nhường cái quyền đứng đầu tàu cho một người phụ nữ. À. À đây gọi là lady first. Resort Corona hân hạnh đồng hành cùng chương trình.